Ồ, máy đã quá ha. Máy đào máy Mitsubishi. Ê, thua Mitsubishi. À, thua Mitsubishi. À, thua Mitsubishi. Máy được thì còn êm quá ha. Nó kiểu mà nó làm sao nó đi nó sơn lại nhìn gớm quá. Mình đâu dở cần đồ coi được không? Không, ý là mình dở cần đồ coi, lỡ quay nổ máy rồi thôi dở cần đồ lên luôn. Không, ý là có nghĩa là quay rồi nếu lỡ quay rồi nhích ra được không? Dở cần lên cái cho người ta biết. Lỡ rồi. Lên dở đi. Hả? Hả? Lên đứng ngay đó đó, đứng ngay đó dở dở đi. Nó có cần gạt an toàn nữa chứ. Không phải đâu. Nó có cần an toàn nữa chứ. À. À. Quay toa. Ngon lành đàng hoàng. 45 triệu hả? À? Hả? À? 45 triệu hả? À? 45 triệu chiếc này. À, 45 triệu chiếc này. Gầu không một hả? Gầu không một. Đó, bộ anh này. Hôm nay thằng lính nó nghỉ, thằng mà chuyên làm về máy này nó nghỉ rồi. Thành thử ra là nói chung là chiếc này mang về là mình chưa dọn chưa gì. Ê, tắt máy ra anh. Anh không bật chìa khóa khóa điện lại. À, coi như chưa dọn chưa gì hết. Mình về là cái này là mình chà ra. Mình sơn lại thành thí dụ như màu vàng hết luôn. Mới theo ý của mình. Mới kích luôn là coi như sơn lại thôi chứ có gì đâu mà phải quan trọng đó. Bánh bọc nhựa đi phố. Rồi 45 triệu. Bạn nào muốn lấy thì là lấy thôi. Máy móc thì ok rồi đó. Bán được cho triệu nha. Bán được cho triệu nha. Ừ. 45 triệu các bạn. Nghiêm Văn Túc, mình mua về mình ấy thôi, rẻ tiền mà. Mua về mình sơn, sửa đó, sơn, phết đồ lại đẹp thôi, miệng máy nó ngon là ok rồi. Phát An không? Phát An á, Thanh Lý đó. Thanh Lý à? Phát An ở đâu? Ở Tặng Bơm á. À. Cái này mình Thanh Lý à? Chiếc máy này bao nhiêu tiền đây? 75 triệu. 75 triệu hả? Bán cho 2 triệu. Bán được máy đây chiếc này 75 triệu. Đây. Sửa mình không lại lấy rồi, xe bỏ ở trong kho. Chiếc này gầu không máy à? Hả? Gầu máy? IB 25. À, gầu 0.25. Ồ. Gầu 25, 2 tấc rưỡi. Rồi, 75 triệu. Chiếc này phải không? Thanh Lý phải không? Chiếc này Thanh Lý 75 triệu. Hả? Mấy chiếc? Hả? Hai chiếc hả? À? À.
không em, đúng rồi, hàng này hàng được nhập khẩu từ bãi rác của Nhật về đây. Còn y chang này, kêu nghĩa địa đó, người ta còn kêu là tiếng là kêu nghĩa địa, Y35. Giá là 75 triệu. Nào đi, mua mấy chiếc vậy? Mua mấy chiếc tất cả? Mua mấy chiếc tất cả? Chứ còn ông này là chiếc nào? Hả? À, ông ý là bây giờ là hai người mua hai chiếc hả? À? Mình mua một chiếc hả? À? Ông ý là mấy cày nè? Thành lý thành ra bán giá rất là rẻ. Đó, chiếc này là vài 0,25 là 75 triệu.